Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 28 tháng 11 năm 2022. Và hôm nay anh Đỗ Dũng tiếp tục vắng mặt, nên một mình chúng tôi sẽ hầu chuyện cùng quý vị. Và sáng ngày hôm nay, tin tức bùng nổ với chuyện núi lửa ở Hawaii. Thưa quý vị, cơ quan địa chất Hoa Kỳ vừa mới cho biết vào đêm Chủ nhật là ngọn núi lửa ở tại Hawaii gọi là Mauna Loa là cái ngọn núi lửa mà hiện tại vẫn còn hoạt động mà lớn nhất thế giới đã bùng phát trở lại lần đầu tiên sau gần 40 năm, gọi là im tiếng. Thưa quý vị, tin cho biết rằng là sau khi núi lửa bùng nổ thì tất cả nham thạch bắt đầu bùng phát ra, thổi ra khắp các khu vực, và những cái hình ảnh mà lúc mà nó bùng phát như thế này, thưa quý vị, xin chờ một tí để tôi mở cái trang của Twitter của cơ quan địa chất Hoa Kỳ để cho quý vị xem một cái hình ảnh mà những người dân ở tại Hawaii họ nhận ra được cái hình ảnh mà bùng phát trong cái trận núi lửa này. Đây, thưa quý vị, xin bàn kỹ thuật cho xem cái màn hình laptop của tôi. Đó thưa quý vị, đó đây là cái hình ảnh mà người ta chụp được ở trong đêm khi mà cái ngọn lửa Mauna Loa bùng phát. Thì hiện tại bây giờ cơ quan địa chất Hoa Kỳ cho biết rằng là nham thạch bắt đầu phun ra. Tuy nhiên cái lượng bây giờ trong những cái khoảng trong thời gian chừng vài tiếng đồng hồ đầu thì người ta không dự đoán được là các nham thạch khi nó phun ra nó sẽ đi trong cái hướng nào. Đó là điều mà hiện tại bây giờ chúng ta chưa biết. Và trong thời gian tới thì đương nhiên chính quyền địa phương ở đây cũng như cơ quan địa chấn Hoa Kỳ sẽ theo dõi cái tình trạng núi lửa Mauna Loa này. Thì trong cái bản tin liên quan đến cái vụ núi lửa này thì tin cũng cho biết rằng là trước khi mà núi lửa nó phun trào thì xảy ra cái tình trạng động đất, những trận động đất nhỏ khoảng chừng là 2 độ cho đến 3 độ Richter, khoảng chừng 10 trận như vậy. Rồi cuối cùng cũng có một cái trận lớn khoảng chừng trên 4 độ Richter xảy ra thì núi lửa bắt đầu phun. Thì người ta tính là từ năm 1883 cho đến nay thì cái ngọn núi lửa Mauna Loa này đã phun trào ít nhất là 33 lần. Và trong cái thời gian mà gần đây nhất là cách đây khoảng chừng là 40 năm. Thì đó là những cái tin tức liên quan đến cái vụ núi lửa phun trào ở tại Hawaii. Và khi mà núi lửa phun trào như thế này, thưa quý vị, là đương nhiên chúng ta cũng đều biết đó có một áp lực ngầm trong lòng đất và tới lúc nào đó nó bùng phát. Và trên mặt xã hội cũng như vậy, cũng có một cái ngọn núi lửa đang bùng phát ở một nơi mà quý vị nghĩ rằng là cái áp lực đè xuống nó mạnh hơn là cái áp lực từ phía dưới đi lên. Nhưng bây giờ nó đã bùng phát. Thưa quý vị, đó là cái sự nổi lửa của người dân Trung Quốc. Thưa quý vị, tin cho biết kể từ hôm thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật liên tục trong 3 ngày, người dân Trung Quốc là xuống đường phản đối, phải nói là khắp nơi ở Trung Quốc. Người dân xuống biểu tình để mà phản đối cái lệnh cách ly được lập ra theo cái chính sách Zero Covid của ông Tập Cận Bình. Thì thưa quý vị, tin cho biết là cái cuộc biểu tình bắt đầu bùng phát vào hôm thứ Sáu, là cái ngày hôm thứ Sáu đó là trên mạng xã hội họ đã đăng lên những cái hình ảnh ở một cái thành phố ở vùng Tân Cương, thành phố Urumqi, xảy ra một cái vụ cháy nhà. Một vụ cháy nhà, đây là một cái căn chung cư. Và cái căn chung cư này cũng đang nằm trong tình trạng gọi là bị lockdown, là bị phong tỏa. Thì khi mà lực lượng cứu hỏa đến cái căn chung cư này để mà cấp cứu thì không thể nào vào một cách dễ dàng, là bởi vì họ phải dọn sạch hết tất cả các rào cản, các đường tránh để đi vào cái khu vực đó. Và cái căn chung cư khi này nó bùng cháy lên, nó bị sau đó
lực lượng cứu hỏa đi vào rồi nó đã cháy và làm cho hơn ít nhất là 10 người bị thiệt mạng. Và đây có thể nói là cái vụ cháy chung cư này châm ngòi cho cái chuyện biểu tình khắp nơi ở tại Trung Quốc. Những nơi mà quý vị thấy từ những cái thành phố mà xảy là phát xuất ra cái bệnh COVID-19, thành phố Vũ Hán, sang qua Nam Kinh, sang qua Bắc Kinh, sang qua thành phố Thượng Hải và ở nhiều nơi khác nhau Trung Quốc được nữa, là dân chúng họ xuống biểu tình, và đặc biệt là giới sinh viên đi xuống đường biểu tình nhiều nhất. Thì thưa quý vị, người ta cũng thấy rằng là có những cái hình ảnh cho biết rằng là cảnh sát ở tại Thượng Hải dùng hơi cay để mà cản ít nhất là 300 người biểu tình đi vào trong khu vực. Họ, những người này biểu tình ở tại Thượng Hải, thưa quý vị, họ đi vào tối ngày hôm thứ Bảy để gọi là làm một cái gì đó tưởng niệm cho những người chết ở cái khu chung cư ở Tân Cương mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Rồi sau đó, thưa quý vị, là cái phong trào này không dừng, nó lan khắp cả Trung Quốc. Sang qua đến ngày Chủ nhật, đến tối hôm Chủ nhật vừa mới tức thì những sự biểu tình phản đối này cũng không có chấm dứt. Thì thưa quý vị, đây là cái chuyện mà chính phủ của ông Tập Cận Bình phải đối mặt với cái sự tức giận về cái chính sách Zero Covid. Mà cho đến bây giờ, thưa quý vị, 2 năm sau đại dịch, những cái kiến thức về y học, những kiến thức về cách phòng ngừa bệnh này không thể nào có một cái tình trạng gọi là duy ý chí là Zero Covid như ông Tập Cận Bình muốn. Thì thưa quý vị, đó là cái phản ứng của người dân Trung Quốc trước cái tình cảnh này. Và cái chính sách này trong thời gian, chính sách mà phong tỏa cách chặt chẽ của Trung Quốc trong thời gian đầu có hiệu quả khi chưa có vaccine. Nhưng mà sau khi có vaccine thì cả thế giới đi xuống, thì tự nhiên Trung Quốc là bùng phát trở lại khoảng chừng 6 tháng trở lại đây. Và mỗi lần bùng phát thì lại họ ta áp dụng chính sách này là phong tỏa. Mà thưa quý vị, chúng ta đã từng trải qua cái thời gian phong tỏa, chúng ta biết khi mà phong tỏa, toàn bộ nền kinh tế điêu đứng. Kinh tế của từng gia đình, từng cá nhân đều gặp vấn đề. Và cái đời sống bị gọi là bị gò ép như thế này thì không có người dân nào chịu nổi. Bởi một cái chính, với lại cái chuyện là người ta đều biết rằng là các kiến thức y khoa hiện nay thì không thể nào mà có thể có tình trạng là Zero Covid như một cái điều mà cái chính sách của ông Tập Cận Bình cũng theo đuổi. Cho nên trước cái trường hợp này thì thưa quý vị, có một cái sự kiện phải nói rằng là ngày hôm qua và ngày hôm thứ Bảy, lần đầu tiên người ta thấy cái sự biểu tình mà chống lại cái cách ly COVID-19 nó đưa ra thành một cái phản ứng chính trị. Xin ban kỹ thuật cho xem những cái đoạn video clip mà chiếu gần của sinh viên ở Thượng Hải. Họ la lên cái gì? Họ la lên cái khẩu hiệu là Tập Cận Bình phải từ chức, Đảng Cộng sản phải từ chức. Và khi có một người nào đó hô lên Tập Cận Bình phải từ chức, kêu tên Tập Cận Bình, thì tất cả những người dân họ kêu từ chức, Đảng Cộng sản, từ chức, từ chức. Đó. Thì thưa quý vị, phải nói rằng là bây giờ cái phản ứng mà chống lại cái việc mà phong tỏa COVID-19 bây giờ nó biến thành một cái không khí mà là chính trị ở bên lòng trong lòng dân, người dân Trung Quốc. Thì thưa quý vị, đây phải nói rằng là một cái sự bùng nổ giống như là một cái ngọn núi lửa phun trào, là bởi vì những cái nội áp, những cái áp lực từ bên trong lòng đất, thì bây giờ bên trong lòng người dân Trung Quốc bắt đầu họ bùng phát cái chuyện này. Và lần đầu tiên thì chúng ta mới nghe được cái chuyện là phản đối cái nhà lãnh đạo gọi là cao cấp nhất của Trung Quốc. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng là mới vừa đây thôi, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa mới là chấm dứt cái là đại hội đảng, và trong đại hội đảng này là xác định ông Tập Cận Bình nằm ở cái vị trí ngôi cao nhất, nắm trong tay đủ thứ quyền lực ở tại quốc gia này. Và một cái hình ảnh mà người ta thấy là cái quyền lực của ông Tập Cận Bình cũng đáng sợ như thế nào. Với cái hình ảnh, chắc quý vị cũng còn nhớ chuyện cái hình ảnh ông Thô Cẩm Đào bị gọi là đưa ra khỏi cái ngày hội nghị ở tại Trung Quốc. Thì bây giờ cái phản ứng của người dân ngay lúc ông Tập Cận Bình ngồi ở ngôi cao nhất thì cho thấy đây là một cái mức độ
mà người dân Trung Quốc họ không thể nào họ chấp nhận những cái tình cảnh mà đang diễn ra trong cái bối cảnh là cả thế giới biết như thế nào là đại dịch và đã trải qua một cái giai đoạn dịch 2 năm vừa qua, những cái khó khăn trong thời gian đó nó như thế nào và tình hình thực tế. Và trên tình hình thực tế về cái chuyện bệnh dịch, thưa quý vị, chúng ta biết thời gian đầu Trung Quốc họ đánh bóng rất nhiều về các phương pháp chống dịch cũng như là vaccine của họ. Nhưng mà đến một cái giai đoạn vừa qua thì Trung Quốc lại nổi lên những sự bùng phát khác về dịch COVID-19. Thì không, nhưng mà khác hơn với các quốc gia Tây Phương, Hoa Kỳ, thì thứ nhất, thuốc chích ngừa tốt hơn. Thứ hai là bắt đầu xã hội nó có một cái gì đó. Bây giờ mọi người chấp nhận các chính quyền khắp nơi, từ trên chính quyền liên bang xuống chính quyền địa phương, bắt đầu chấp nhận cái tình trạng chúng ta biết cách nào chúng ta gìn giữ, không để cho dịch nó lan tràn, nhưng không thể nào mà phủ nhận là không có dịch, vì đây là cái chuyện toàn cầu. Nhưng mà bên phía Trung Quốc thì họ lại, ông Tập Cận Bình lại tiếp tục giữ cái tình trạng gọi là duy ý chí, là zero COVID, chuyện không có thể nào xảy ra trên thực tế. Cho nên người dân bắt đầu đặt ra những cái vấn đề khó khăn cho chính họ, và đây tạo ra một cái sự gọi là tức giận nằm trong lòng người dân Trung Quốc. Câu chuyện này tiếp tục ra sao? Xin quý vị giữ băng tần SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.